Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19, nâng cao năng lực chỉ đạo, phối hợp hiệp đồng, bổ sung hoàn chỉnh các phương án, quy trình phòng chống dịch bệnh. Theo những giải pháp căn cơ để xử lý từ các cơ quan chức năng, hàng loạt bãi tập kết cát sạn trái phép vẫn tồn tại và ngang nhiên hoạt động. Việc giải phóng mặt bằng trong hành lang tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn đang được các địa phương tích cực triển khai, phấn đấu hoàn thành kế hoạch bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cùng với những tin tức chính qua phần điểm tin vừa rồi, trong chương trình sáng nay thứ năm, ngày 5 tháng 3, cũng sẽ có nhiều thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, vào hôm qua, Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập phòng chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến tại 224 điểm cầu trong cả nước, đến dự và chỉ đạo diễn tập tại điểm cầu Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương. Đợt diễn tập lần này diễn ra theo 5 cấp độ, trong đó ở cấp độ 1, 2, 4, các đại biểu theo dõi nội dung diễn tập bằng phương pháp trình chiếu, còn nội dung thuyết minh hình ảnh qua cầu truyền hình. Ở cấp độ 3, tập trung vào thực hành nội dung xử lý tình huống công dân Việt Nam từ quốc gia có dịch về nước với số lượng lớn, nhiều trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19, có trường hợp điều trị tại bệnh viện quân y mắc COVID-19. Sau đó, ban chỉ đạo các cấp họp chỉ đạo triển khai nhiệm vụ xử lý tình huống, báo cáo các vấn đề phát sinh. Ở cấp độ 5, khi dịch lây lan trong cộng đồng với từ hơn 3.000 đến 30.000 người mắc, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các tổ quân y đã tiến hành nội dung kiểm tra các trường hợp bệnh nhân nghi ngờ nhiễm dịch, tổ chức vận chuyển bệnh nhân về tuyến sau, xử lý môi trường, cách ly theo dõi. Qua diễn tập nhằm tổng nhất trình từ nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành phòng chống dịch, nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phù hợp hiệp đồng cũng như đánh giá khả năng các nguồn lực tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh các phương án, các kế hoạch, quy trình phòng chống dịch và sẵn sàng đối phó với một số tình huống khác. Thưa quý vị, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thì hệ thống bệnh viện các tuyến giữ vai trò nòng cốt, bởi đây là nơi tiến hành tiếp nhận, khám sàng lọc, phân loại và đưa vào khu vực cách ly để xử lý và điều trị đối với những trường hợp bị nghi nhiễm và nhiễm COVID-19. Và việc nâng cao năng lực để chủ động ứng phó với dịch bệnh của các cơ sở y tế là rất cần thiết. Đây cũng là mục tiêu được Bệnh viện Quân y 208, Quân khu 4 hướng tới trong cuộc diễn tập phòng chống dịch COVID-19 được đơn vị tổ chức vào ngày hôm qua. Theo kịch bản diễn tập gồm hai nội dung. Với tình huống được giả định là sau khi nhận được báo cáo của quân y trung đoàn 176, sư đoàn 968 có một quân nhân bị nghi ngờ nhiễm virus COVID-19. Sau khi nhận được tin báo, thì tổ phản ứng nhanh của bệnh viện đã xuống tiếp nhận xử lý và đưa bệnh nhân về bệnh viện. Tình huống 2 là khi có hai quân nhân sư đoàn 968 đi phép và có tiếp xúc với người nhà đi lao động tại Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện tại, có một quân nhân có ho sốt được quân y sư đoàn chuyển vào bệnh viện điều trị. Sau đó, bệnh viện đã tiến hành tiếp nhận, khám sàng lọc, phân loại và đưa vào khu vực cách ly để xử lý và điều trị. Qua diễn tập lần này, chúng tôi ghi nhận rằng đó là cái nhất là nâng cao được trình độ xử lý được tất cả các tình huống, phải nâng cao được cái trình độ chẩn đoán để theo dõi bệnh nhân, đặc biệt là để phòng bệnh. Ba nữa đó là giúp chúng tôi rút ra được nhiều cái kinh nghiệm để sau này có bệnh nhân thực sự có bệnh nhân và tôi vào sẽ thu dung điều trị, sẵn sàng tiếp nhận thu dung và điều trị được ngay. Với sự tích cực, chủ động của tổ phản ứng nhanh về phòng chống dịch COVID và sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhân đã nhanh chóng được tiếp nhận, thăm khám và phân loại về khu vực điều trị một cách chặt chẽ, chú đáo. Từ công tác tiếp nhận bệnh nhân, tiến hành tiêu độc khử trùng để công tác thu dung, cấp cứu và điều trị. Đặc biệt đối với những bệnh nhân có triệu chứng nặng, thì bệnh viện đã cho tiến hành đo chỉ số sinh tồn, thiết lập đường truyền. Mời trung tâm kiểm soát bệnh tật lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định. Trường hợp nếu xác định bệnh nhân bị dương tính với virus COVID-19 sẽ tiến hành phương pháp cách ly, điều trị đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế về điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Qua cái cuộc diễn tập này, chúng tôi cũng sẽ đánh giá lại cái khả năng đáp ứng của bệnh viện trong cái xử lý tình huống khi có dịch xảy ra trên địa bàn với cái diện rộng, năng lực kể cả công tác bảo đảm, kể cả lực lượng, trang thiết bị, con người khi có tình huống xảy ra, đặc biệt là đẩy việc cần phải tiếp tục bổ sung đầy đủ trang thiết bị, máy móc, rồi con người cũng như củng cố kiện toàn là cái hệ thống các cái khu vực điều trị. Qua đợt diễn tập dân lần này thì cũng đã khẳng định rằng là các bệnh viện, mà đặc biệt như Bệnh viện Quân y 208, chúng tôi sẵn sàng cho cái vấn đề tiếp nhận và cấp cứu điều trị phối hợp với
nhân dân trên địa bàn đóng quân để triển khai thực hiện tốt cái phương châm bốn tại chỗ trong cái phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp quốc gia. Qua cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu và đúng với ý định đã đề ra, đã nâng cao một bước về trình độ xử lý tình huống của đội ngũ y bác sĩ trong tiếp nhận, thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh nhân có nghi nhiễm và nhiễm virus COVID-19. Thông qua diễn tập cũng làm dịp để đánh giá khả năng huy động các nguồn lực, từ đó tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng chống dịch COVID-19 của bệnh viện trong thời gian tới. Tiếp nối chương trình với những thông tin kinh tế, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 1.407 tỷ đồng, bằng 18% dự toán, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa ước đạt 1.343 tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 54%. Trong thu nội địa thì thu doanh nghiệp nhà nước ước đạt 64 tỷ đồng, bằng 14,3% dự toán, tăng 88%. Thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 527,9 tỷ đồng, bằng 23% dự toán, tăng gấp 2 lần. Thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 249 tỷ đồng, bằng 21% dự toán, tăng 25%. Thu tiền sử dụng đất 218,8 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng gần gấp 2,8 lần. Thuế bảo vệ môi trường 75,8 tỷ đồng, tăng 32%. Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 63,2 tỷ đồng, giảm 5%. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 1.170 tỷ đồng, bằng 9,8% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 209,8 tỷ đồng, bằng 5,9% dự toán. Chi thường xuyên 931 tỷ đồng, bằng 13,8% dự toán. Trên lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 ước giảm 14% so với tháng trước và tăng trên 38% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm, EIP công nghiệp tăng 4,5% so với cùng kỳ, trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 5,8%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,5%, sản xuất phân phối điện nước đá giảm 8,8%, cấp nước và thu gom rác thải tăng 2,8%. Các sản phẩm công nghiệp trong 2 tháng đầu năm có sản lượng tăng so với cùng kỳ là tôm đông lạnh, bia chai, sợi các loại, quần áo, giam gỗ, cao su tổng hợp, sản xuất túi sắt thuộc hàng sinh giảng viên, vỏ long nhôm, nước máy 7,6 triệu mét khối, điện thương phẩm. Các sản phẩm công nghiệp có sản lượng giảm là đá xây dựng, giày dép, men fric, khuôn đúc, điện sản xuất. Một số sản phẩm có sản lượng tương đương với cùng kỳ, phân khoáng và phân hóa học, gạch men, xi măng. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 85 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1.542 tỷ đồng, tăng 23,5% về lượng và tăng 50% về vốn. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại có 61 doanh nghiệp, giảm 33%, số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động là 143 doanh nghiệp, giảm 12,6%, giải thể 17 doanh nghiệp, tăng 5 doanh nghiệp. Ngoài ra, tỉnh đã thu hút hai dự án đầu tư mới là dự án đầu tư nước ngoài của Anh về lĩnh vực công nghệ thông tin và dự án trong nước là dự án tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt. Tỉnh cũng đã bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư được quan tâm. Đến nay đã công bố thông tin gần 70 dự án, trong đó 50 dự án được công bố thông tin chi tiết sẵn sàng kêu gọi đầu tư. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động tại các bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chức năng liên quan đã có nhiều nỗ lực để xử lý. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại hàng loạt bãi tập kết cát sỏi trái phép. Điểm chung của những bãi tập kết này là hoạt động bất chấp quy định của pháp luật và ảnh hưởng cảnh quan gây ô nhiễm môi trường, trong khi việc triển khai các giải pháp xử lý từ các cơ quan chức năng xem ra vẫn chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả. Phản ánh của phóng viên Huyện Ngày Mới về thực trạng này trên địa bàn huyện Phú Lộc. Đây là hiện trường bãi tập kết cát trái phép thuộc địa bàn xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bãi tập kết này được hình thành ngay tại vị trí cách trục đường chính không xa, với trữ lượng hàng trăm mét khối cát. Qua kiểm tra thì thông tin ban đầu thì đã sổ các cái điểm này là công an huyện và phòng tư môi trường thì kiểm tra thì không có đối tượng thừa nhận là chủ của các cái bãi tập kết. Thì về vấn đề này thì trong thời gian gần nhất trong tuần tới thì phòng sẽ báo cáo cho huyện để tiến hành có cái biện pháp xử lý phù hợp theo đúng quy định pháp luật. Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Phú Lộc có khoảng 22 bãi tập kết cát trái phép thuộc các xã Lộc Tiến, Lộc Vân và Lộc Thủy, với trữ lượng từ vài trăm cho đến vài ngàn mét khối cát. Đáng nói là những bãi tập kết này đều không rõ nguồn gốc, không có chủ. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, gây khó khăn cho công tác kiểm tra và xử lý. Chúng tôi đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh và phối hợp trực tiếp với cấp ủy chính quyền cơ sở và tham mưu cho Ủy ban nhân huyện để chỉ đạo thành lập tổ liên ngành
trong đó có Phòng Tài nguyên Môi trường, Công an huyện, cấp ủy chính quyền cơ sở và lực lượng công an chính quy ở cơ sở tiến hành tổng rà soát, đo kiểm đếm và tiến hành là gọi hỏi các cái đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn để xác định chủ sở hữu. Đồng thời trên cơ sở như vậy thì các đối tượng này phải cung cấp các cái hồ sơ chứng từ liên quan đến các bãi tập kết này. Nếu không cung cấp được thì chúng tôi sẽ tiến hành là tịch thu xung công quỹ nhà nước. Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều văn bản yêu cầu các sở ngành và các địa phương chấn chỉnh hoạt động tại các bãi tập kết cát sỏi. Tuy nhiên đến nay, hàng loạt bãi tập kết cát sỏi trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động như thách thức các cơ quan chức năng. Kiến nghị cần có những giải pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng này, nhằm từng bước hạn chế tình trạng tiếp tay cho việc khai thác, kinh doanh cát sỏi trái phép gây bức xúc trong dư luận trong thời gian vừa qua. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành công văn số 1524 yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về việc không săn bắt, mua bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã, các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ việc tiêu thụ, tiếp cận với động vật hoang dã. Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng, lực lượng thực thi công vụ tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, ngăn chặn hoạt động mua bán động vật hoang dã tại các chợ động vật tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã, tăng cường công tác kiểm dịch khử trùng, hạn chế việc tiếp xúc với động vật hoang dã và thường xuyên liên lạc với các cơ quan quản lý chuyên môn trên địa bàn để nắm bắt thông tin về tình hình phát sinh dịch bệnh và lây nhiễm. Đường Trương Nữ Vương thuộc địa bàn thị xã Hương Thủy đã được khởi động với mức đầu tư 60 tỷ đồng. Đến nay, đoạn tuyến đi qua phường Thủy Dương cơ bản đã được mở rộng, cùng các công trình phụ trợ đang được tiến hành xây lắp. Tuy nhiên, quá trình thi công dự án này, tình trạng ô nhiễm bụi đã ảnh hưởng đến đời sống của hàng chục hộ gia đình. Sau một thời gian ngưng trệ năm 2019, đoạn đầu của đường Trương Nữ Vương ở phường Thủy Dương thị xã Hương Thủy được thi công trở lại. Dự án với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 60 tỷ đồng, chi phí xây dựng 48 tỷ đồng, chiều dài gần 3 km, thời gian thi công trong 2 năm 2019-2020, bao gồm mở rộng mặt đường 26 m với 2 chiều. Hiện tại công trình đang ở giai đoạn đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, việc thi công chưa có giải pháp chống bụi cho cư dân sinh sống hai bên đường. Theo ban chỉ huy công trường, do việc bàn giao mặt bằng chưa đảm bảo nên việc tập kết vật liệu, đá, sỏi gặp khó khăn. Cùng với đó là lượng xe tải hàng nặng lưu thông thường xuyên trên tuyến đã tạo bụi và gây khó khăn cho việc thi công và ô nhiễm bụi. Do đó rất cần có sự phân luồng hạn chế các loại phương tiện vận tải lưu thông trên khu vực thi công từ các cơ quan chức năng. Đồng thời, đơn vị thi công cần có giải pháp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm bụi như hiện nay. Thưa quý vị, những ngày này, việc giải phóng mặt bằng bao gồm nhà cửa, vườn tược, đất rừng, rừng đặc dụng cảnh quan trong hành lang tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đã được các địa phương trên tuyến thuộc địa bàn Thừa Thiên Huế tích cực triển khai, với mục tiêu khoảng cuối tháng 3 năm 2020 sẽ bàn giao cho đơn vị thi công. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Tại khu vực xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, công ty lâm nghiệp Tiệp Phong đang giải quyết 27 hectare đất đồi núi, trong đó có rừng đặc dụng cảnh quan thông ba lá, thông nhựa. Việc đẩy nhanh tiến độ khai thác 27 hectare rừng thông đã được triển khai từ sau ngày cuối tháng 2 vừa qua, với tiêu chí là trong khoảng thời gian ngắn nhất 30 ngày sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện tại, việc giải phóng mặt bằng đang gặp nhiều vướng mắc như thời gian quá gấp rút, việc đầu nối với quốc lộ 1, đoạn nhánh Tránh Huế chưa có đủ các thủ tục. Song để đảm bảo tiến độ đề ra, đơn vị quản lý đường bộ là Công ty Quản lý Đường bộ Thừa Thiên Huế, cục trục đường bộ 2 đã có những giải pháp tích cực. Khu vực rừng cảnh quan khai thác nhựa tại khu vực xã Thủy Bằng thuộc tài sản của Công ty Lâm nghiệp Tiệm Phong. Việc giải phóng rừng bàn giao mặt bằng là nằm trong kế hoạch xây dựng cao tốc, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã cho đấu thầu công khai việc thu mua 27 hectare thông nhựa này. Việc còn lại của chủ rừng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao là phù hợp với chính quyền sở tại, đơn vị khai thác, đơn vị quản lý đường bộ đảm bảo khai thác nhanh, an toàn. Sau khi có quyết định là giải phóng mặt bằng để bàn giao cho bên dự án đường cao tốc, thì công ty lâm nghiệp Tiên Phong và chủ yếu là lực lượng bảo vệ rừng của chúng tôi thì ngay từ đầu đã tiến hành giám sát chặt chẽ các khu vực khai thác rừng, không để đụng theo cái mốc ranh giới
đã quy định và cũng đã bài đặt trước đây thì không để cho xâm phạm vào khu vực đất rừng đặc dụng. Sau khi được bàn giao mặt hành lang tuyến đường này, quá trình thi công rất dễ xuất hiện những tình huống như ô nhiễm bụi, tiếng ồn và phương tiện lưu thông nhiều, nên rất cần những giải pháp thi công an toàn từ chủ đầu tư và đơn vị thi công. Tuy nhiên hiện nay, việc đảm bảo an toàn giao thông trên đoạn đường Trần Huế song song với cao tốc cần được các đơn vị chức năng chung tay phối hợp để vừa đảm bảo tiến độ, vừa an toàn cho cả phương tiện lưu thông Bắc Nam. Như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là thông tin tình hình thời tiết Thừa Thiên Huế trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ yếu, nên thời tiết Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ, độ ẩm từ 83 đến 87%. Thời tiết biển có mưa rào rải rác và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 6 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5 giật cấp 6, biển động nhẹ. Sóng biển cao từ 1 đến 2 mét.